Ok em hướng dẫn các bác về đấu nối với trục Z nhé Trục Z này Thì ở đây <laughs> em có cái mô đun đời này Đấy Thì các bác cấp nguồn uh, bình thường cấp nguồn cho nó này Cấp nguồn bình thường nói ví dụ con này là 9 đến 24V đúng không Đấy 9 đến 2 v Các bác cấp uh, thường con này em chỉ chạy tầm 24V là ok rồi này 24V Tiếp đến là cái mạch này Nó sẽ có chân 5V Put DI uh, Enable và GND đúng không Thì uh, GND mình sẽ đấu đất chung đây em đang nối cái rắc này Đất chung này Đất chung của cái mạch điều khiển này Tức là chân GND này, này này Đấy, Mình sẽ đấu với âm chung của chân nguồn driver Đấy 5V Thì mình sẽ chiết ra Mình đưa vào đây Các cái chân Enable cộng này D cộng này Bút cộng này Đấy mình đang nối dây trắng này này Được chưa Đấy nối chung hết Lại dương 5V à, Mình câu vào cái chân 5V này còn tất cả cái chân bút, chân D, chân E, thì nối vào âm nhé. Đấy, nối vào âm, thấy chưa? Đây em đang nối vào âm này. Hôm nay là sẽ là dương chung, dương chung và âm thì nối vào các chân này. Đấy. Và GND thì sẽ nối đất chung để nó lại bắt điểm không. GND âm chung. Còn về mạch dùng SCR này, SCR này thì thường mình sẽ cho một con tụ, một con chở thì các bác nối như này, một tụ, một con tụ, muốn chở. Đấy. Và cái dây 4P mình cho ấy và các bác cắm vào đây. Cắm vào con SCR đấy. Thì nó sẽ có ký hiệu rồi. Đấy K1 G1 K2 G2. Đấy còn cái chân này thì có cái dây 3P nối vào cái cái chân này để điều khiển chung rồi. Đấy, điều khiển đây. Còn đối với mạch BTA thì đây rồi. Đấy, thì mình ngắt một điểm thôi. Đấy T1 T2, ví dụ các bác ngắt cực nóng chẳng hạn thì nguồn vào là 220V, nguồn đầu T1 còn T2 là dây biến áp còn một dây nguồn nữa thì là chung dây chung đấy đây mình đang hàn BTA 100 vào đây rồi này đấy. còn cái bên này mình sẽ bán với uh, SCR này đấy, để các bác về thích thì có thể mua con BTA hàn vào đây vẫn được hoặc là dùng SCR thì mình vẫn cho cái dây 4P thì câu từ S từ đây ra SCR đây dây 4P đây được chưa? Đấy, mạch tham mơ nhé Ok các bác